Người lao động online, hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên vừa đăng tải bức ảnh mà họ cho là chiếc máy bay không người lái UAV đã giải tờ rơi ở Bình Nhưỡng. Dựa trên hình dạng của UAV, thời gian bay dự kiến, hộp giải tờ rơi gắn ở phần dưới thân máy bay. Rất có thể nó chính là UAV đã giải tờ rơi ở trung tâm thành phố Bình Nhưỡng. Nhưng kết luận vẫn chưa được đưa ra, KCNA cho biết. Chiếc UAV được chụp ảnh trong trạng thái bị rơi, mắc vào tán cây, sau đó được đưa xuống đất để chụp ảnh chi tiết hơn. Chiếc UAV mà Triều Tiên cáo buộc là thiết bị Hàn Quốc đã dùng để giải tờ rơi tại Bình Nhưỡng ảnh Cây CNA. Trước đó, Triều Tiên đã có buộc Hàn Quốc sử dụng UAV quân sự để giải các tờ rơi với nội dung chống phá bình nhưỡng tại các khu vực trung tâm của thành phố thủ đô. Theo Reuters, chính phủ Hàn Quốc đã từ chối bình luận liệu những chiếc UAV như vậy có được sử dụng hay không và nếu có thì chúng được sử dụng bởi quân đội hay dân thường. Chính phủ Hàn Quốc cũng nói rằng việc bình luận về tuyên bố từ phía Triều Tiên sẽ khiến họ bị lôi kéo vào một âm mưu. Trong khi đó, Triều Tiên nhấn mạnh nếu hành vi vi phạm lãnh thổ trên không, trên bộ và trên biển của nước này bị lặp lại lần nữa, nó sẽ bị coi là hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng chống lại chủ quyền Triều Tiên và sẽ bị tấn công trả đũa ngay lập tức. Trước đó, Triều Tiên cũng đe dọa sẽ gây ra thảm họa khủng khiếp nếu phát hiện thêm UAV nào khác trên bầu trời nước họ. Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đã leo thang kể từ khi Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên tiếp tục thả bóng bay mang rác qua biên giới sang Hàn Quốc vào cuối tháng 5. Sau đó, Seoul đã đáp trả bằng cách khởi động lại chương trình phát thanh tuyên truyền, khiến bình những tức giận